Lập Sơn Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi trở lại với các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình tài chính tại Hoa Kỳ. Một công ty duy nhất đó là Apple. Ừ, Apple, thưa quý vị, chỉ có Apple có khả năng vực dậy được cả thị trường chứng khoán ngày hôm nay Dow Jones đã lên vượt quá 50 điểm Mặc dù nó không có đạt bao nhiêu Nhưng mà so với ngày hôm qua Thì đã vượt trở lại Thay vì tiếp tục xuống dốc Vì, vì những cái con số không có lạc quan Liên quan đến cả thị trường chứng khoán Ở tại Hoa Kỳ, Châu Á và Châu Âu Apple ngày hôm nay công bố Cho biết họ lợi nhuận Thưa quý vị nhất là Và đặc biệt họ nói rằng Tại thị trường Trung Quốc con số người mà đi mua nghe họ không mua Apple nhỏ. Yeah. Họ mua Apple Plus. 6 Plus. 6 Plus. Và cái 6 Plus này nó bán ở Trung Quốc là phải cả ngàn đô la một cái. Wow, nhưng vậy mà nó cũng mà, tùy theo cái gig chứ anh à. Đúng vậy, tùy theo nữa nhưng mà phải trên 800 900 rồi yeah, cả ngàn đấy. phải không ạ? Và con số này đã tăng đến 70%. Và đó là ước tính rất là đúng của thị trường Apple bởi vì họ nói rằng thị trường ở Mỹ bây giờ nó bảo hòa rồi nghĩa ừ. là mỗi một năm nghĩa là họ tin tưởng vào con số người sẽ đi mua Apple nhưng mà cạnh tranh với Samsung cũng yeah. khá nặng nề với thị trường cạnh tranh nhưng mà riêng ở Trung Quốc đó, người Trung Quốc lại chuộng Apple vô cùng yeah. và điều này chứng tỏ một cái thị trường đang lên người dân họ muốn có một cái vật gì đó làm trang sức lý do là có một công ty khác nữa của Trung Quốc mà cách đây khoảng một tháng chúng tôi đọc được à, gần như là Dũng lĩnh là cái Dũng gì lĩnh, đó Dũng à. lĩnh Dũng lĩnh nghe giống à, anh nói tiêu đi rồi em mới nói thì thí dụ như vậy công ty đó họ nói rằng họ sản xuất ra một cái giống như Apple luôn à, okay. mà bán ra đó chỉ có 200 đồng thôi trăm à, mấy 200 mà một bên Apple người ta một ngàn đồng một bên Dũng lĩnh có 200 thì giống Dũng sinh <laughs> Đúng rồi <laughs> thì thì chứ quý vị thấy không? Thì điều này đó lập sơn nói đúng là rõ ràng người ta chuộng cái tên. Dạ. Yeah. Thứ nhất đó người ta cũng không chuộng hàng hàng gọi là hàng uh, lo, local, local á, hàng à, hàng nội địa anh, hàng nội à, địa. Hàng local. Hàng nội can. địa trước <laughs> ngày xưa ở Việt Nam trước 75 chúng ta hay dùng những hàng local đồ ừ. đồ giỏm á thì vì hàng nội địa bao giờ cũng bị cái giỏm á thì người yeah. Trung Quốc không tin vào mặt hàng dũng lĩnh ừ. đó mà họ tin vào mặt hàng Apple chính vì thế mà Apple đã tăng quá mạnh vô cùng và Điều này chứng minh đó là một món hàng trang sức, phải không? À, yeah. Lập Sơn cầm, nếu mà cầm là cầm Apple, hả? Chứ đâu ờ, có mà cầm... Khi mà anh nói tới dũng <laughs> lĩnh đó, thì trên cái dũng lĩnh nó có hình Apple hay là nó có hình dũng xình? Vì à, <laughs> lúc cái Apple nó vẽ không rõ, nó hóa thành dũng xình. Không có, một cái uh, ký hiệu khác, nhưng mà um, hãng đó thì hãng đó, họ nói rằng họ cũng cạnh tranh sát luôn, họ nói sẽ vâng. tung ra nhanh ha rồi cũng đẹp và màn hình cũng HD đủ hết trơn á nhưng mà có một cái họ không tư tưởng với ông tại vì khi mà họ làm cho apple đó yeah. thì cái quality đó uh -huh. nó sẽ nó sẽ đúng hơn là khi yeah. mà anh làm hàng nội địa đó thì yeah. nhiều lúc cái quality nó, nó 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 không có tới vâng cách yeah. đây vài phút thì trang mạng của cnbc đưa ra các con số thị trường chứng khoán bị crash thưa quý vị nhưng bây giờ họ đã vượt lại trở lại không biết có tin tặc nào tấn công hay không yeah. nhưng mà khi mà trở lại thì họ nói rằng Apple vẫn không đủ sức vực dậy. Wow. Hồi nãy thì đã lên 50 điểm, bây What? giờ thì giới đầu tư lại nhìn đi sang hướng khác. Không những Apple mà hãng Boeing hôm nay cũng công à. bố lợi nhuận luôn và quán lời. Yeah. Nhưng mà hai công ty này không đủ thưa quý vị rõ ràng như bản tin ghi nhận là stock lên xuống. Lý do là energy. À, giá dầu họ nhìn vào giá dầu đang xuống 91 cent và đã khiến cho thị trường chứng khoán không có vui bởi vì giá dầu có nghĩa là các đại công ty thí dụ như là Chevron, Shell, Mobil, Texaco vân vân đều bị ảnh hưởng dầu xuống 90 cent còn 45 đồng 33 cent và kéo luôn thị trường Dow Jones xuống 20 đồng 20 điểm, S&P 500 xuống hơn 4 điểm, à, vàng xuống 4 đồng 6, còn 1.287 đồng 10 cent. Vào sáng ngày hôm nay, quý vị đã nghe đoàn trọng và Lạp Sơn công bố về số phiếu bầu sơ khởi thôi. Bởi vì à, chúng tôi hỏi à, những người chuyên gia thì họ nói rằng từ bây giờ đến thứ 6 này, đến thứ 6 đó, yeah. thì may ra mới có kết quả chính thức liên quan đến ghế giám sát viên tại địa hạt 1 con số hồi sáng hôm nay là như thế nào con số hồi sáng hôm nay thì uh, hai người dẫn đầu là ông luke kiria và ông vâng. andrew Đỗ thì ông andrew Đỗ dẫn đầu chỉ có hai phiếu thôi rất là xê xích yeah, vâng. mà hai phiếu theo như anh nói còn lại tới 6.000 phiếu chưa đếm thì yeah. uh, nói chung là cái kết quả này nó cũng chưa phải là Official. vâng Đúng, đúng vậy, đúng, đó yeah. chỉ là tất cả sơ khởi yeah. Ông Chris Van nghị viên của thành phố Garden Grove, Chỉ được 6.765 phiếu Nguyễn Văn Chuyên được 1.620 phiếu Và bà Lupe Mofin Moreno 734 phiếu Mà thôi không ai tin tưởng bà cả Nhưng đó là con số phiếu bầu Nhưng mà đây là con số mà chúng tôi mới thấy Rằng quý vị kinh hoàng luôn à, Ai cũng biết đó. Ở Mỹ này Cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống là người ừ. ta đi bầu nhiều nhất yeah. à, Bởi vì tổng thống mà. Ai à, cũng nghĩ rồi. rằng Một vị tổng thống có quyền sinh sát Rồi thay đổi rất nhiều chính sách Chính vì thế mà họ đi bầu Chúng ta thông cảm ừ. Cuộc bầu giữa kỳ không tới phân nửa những người đi bầu yeah, đúng à, rồi. À. chứ còn khoảng 30-40% giữa kỳ Còn những cuộc bầu cử đặc biệt à, còn Không những thể tưởng được Thưa quý vị Đây là con số mà chúng tôi muốn chứng minh cho quý vị thấy Ở tại khu vực 1 có 215.503 người ghi danh đi bầu Wow, một con số phải nói là tới 10% Ở Trong đó hả? có Lạp Sơn, Lạp Sơn nằm trong địa hạt 1 chúng tôi biết <laughs> Vâng Pre-sing ballot cast là 6.231 phiếu Quý vị có thể tưởng tượng không? 215.000 người ghi danh đi bầu Có 6.231 người đến bỏ phiếu thôi Wow còn lại nhiều lúc họ bầu khiếm diện anh Thì đó, thì đó ý tôi yeah. nói đó là họ bầu khiếm diện là 35.536 người Vị trí có tất cả 41.767 người trên tổng số 215.503 Có nghĩa là chỉ có 19.4% đi bầu thôi Chưa tới 20% đi bầu Và không biết trong đó người Việt mình là chiếm bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu anh tôi ha Tôi nghĩ người Việt chiếm tỷ lệ đông ạ Ừ. Tôi nghĩ người Việt chiếm trên 50% con số đi bầu Em cũng nghĩ vậy là bởi vì thấy không? Và đó là lý do mà tôi có tôi nghĩ rằng có thể là luật sư Andrew Đỗ sẽ chiến thắng nha yeah. Bởi vì số phiếu bầu còn lại là bao nhiêu thưa quý vị Hiện nay số phiếu bầu còn lại là 6.105 phiếu ừ. Và con số phiếu này đang được, đếm. đang được đếm cho nên chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi Thưa quý vị, họ nói rằng đây là kết quả chính thức Còn 8 tiếng 37 phút 7 second, yeah. 7 giây là kết quả sơ khởi thứ nhi yeah. được đưa ra trong ngày hôm nay, tức là tối hôm nay. Em cũng uh, giống như anh Đoàn Trọng là có một câu hỏi anh yeah. là anh đã bầu cho ai? Ồ, oh. thứ nhất tôi không trả lời câu hỏi này ừ. bởi vì tôi không muốn nói phần <laughs> Thứ Sao? nhì bây giờ có nói ra thì cũng là tầm bậy tầm bạ hết. Lý do Đúng tôi rồi. không nằm trong địa hạt 1. Oh. Oh, cho nên tôi không có đi bầu được. Oh, okay. Rất muốn đi bầu nhưng mà không nằm trong địa hạt một Lập Sơn bầu cho ai và đi bầu hay không? Uh, em có đi bầu nhưng mà <laughs> giữ bí mật thưa quý vị, thật sự là bí mật không 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 có nói uh, được. À, à. lập sen có đi bầu hay là có bầu? À, có bầu thì quá khứ mà có đi bầu là hiện tại <laughs> Cho nên còn 6.105 phiếu nữa Trong số này đa số là phiếu khiếm diện Có thể một số người ngày hôm qua họ mới đi bỏ phiếu Nhưng mà cái số đó chúng ta gọi ít thôi Có một số người chờ đến gần đến ngày bầu cử Tức là ngày thứ ba đó Họ ừ. mới đi bỏ phiếu cho nên đây là còn số dư lại Thì cái bầu cái số 6.000 phiếu này Có thể kiểm tra từ từ bây giờ cho đến thứ sáu Nhưng mà chỉ còn tối hôm nay chúng ta cũng có thể biết được cái kết ừ. quả rồi đấy bởi vì ừ. nếu mà dẫn trước hai phiếu và con số này càng ngày càng về đó đa số là phiếu kiếm diện của người Việt Nam đi bỏ phiếu Việt người Nam Việt Nam, Nam đi bỏ phiếu kiếm dạ. diện rất là nhiều tại vì các cụ lớn tuổi ở nhà đó cứ dạ vâng tủi và, tủi và ở đây nhà. là những gì đã diễn biến trong quá khứ cách đây 10 năm luôn rồi trong cuộc bầu cử giám sát viên chính vì thế rất nhiều những người họ kinh nghiệm họ mới thấy rằng đa số người Việt Nam trong những cái khu vực mà à, chẳng hạn một đó là đi bỏ phiếu khiếm diệt nhiều cho nên um, dựa trên những con số này chúng tôi nghĩ chúng tôi nghĩ là luật sư Andrew Đỗ có thể sẽ chiến thắng vâng thắng bao nhiêu thì uh, chúng tôi nghĩ rằng là dựa trên các con số này có thể lên đến cả ngàn phiếu yeah, không yeah, ít yeah, chúng rồi. tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại gửi đến quý vị tiếp tục các bản tin đáng chú ý trong ngày mời quý vị cùng theo dõi